Chào các bạn. Ăn nông chung sức cho nhà nông tuần vừa rồi thì kỳ vừa rồi thì Bích Thủy có giới thiệu đến các bạn về sâu lộ đen trên cây dừa. Bài nói chuyện với Thủy cũng đã được rất nhiều người theo dõi, bởi vì đó là một cái dịch bệnh hiện nay bà con mình đang rất lo lắng, và bà con cũng đã áp dụng theo những cái hướng dẫn của Bích Thủy đạt được hiệu quả tốt, và tập đoàn Ăn Nông đã nhận được những phản hồi của bà con nông dân xung quanh cái việc sử dụng thuốc Ametin. Hoặc có thể sử dụng là tập kích cũng là Ametin cộng với DK 909 để xử lý sâu đầu đen ở trên cây dừa vừa qua rất là tốt. Bài nói chuyện hôm nay thì Bích Thủy xin được đề cập đến cây hồ tiêu, vì trong tuần vừa qua thì Bích Thủy nhận được một vài câu hỏi của các bạn ở khu vực trồng cây hồ tiêu. Thì như các bạn biết, cây hồ tiêu là một cây ở vùng nhiệt đới, là thích hợp cho cái nước khí hậu của nước mình á, và nó tuy là ở nhiệt đới nhưng mà nó lại thích hợp ở nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C, nên thường cái vùng cao nguyên như là Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông thì trồng cây hồ tiêu thì rất là thích hợp. Vì ngoài cái việc thổ nhưỡng ra thì cái khí hậu cũng là một vấn đề rất là quan trọng. Thì Bích Thủy thấy rằng là cây hồ tiêu á, nó cần cái lượng mưa khoảng 2.000 ml cho một năm, và những nơi lượng mưa thiếu thì chúng ta phải cần tưới tiêu nhiều hơn, tốt hơn. Và đất của cây hồ tiêu thì là phải là một cấu trúc đất khá tốt và có khả năng giữ nước. Nhưng cái việc thực giữ nước cũng đi đôi với cái việc thoát nước, bởi vì nếu như để mà nó bị ngập nước thì nó sẽ bị bệnh thối rễ, và đặc biệt cây hồ tiêu rất là dễ bị bệnh tuyến trùng, là bệnh ở dưới rễ. Và chúng ta lưu ý rằng độ pH cho cây trồng nói chung cũng như cây hồ tiêu thì chúng ta phải thấy dao động từ 5 đến 6, pH phải 5 đến 6. Giá hồ tiêu hiện nay thì theo như Thủy theo dõi trên internet á, thì giá khoảng 146 đến 150 ngàn đồng cho một ký hồ tiêu, thì đó là một trong những cái giá rất là tốt. Hồ tiêu cũng đã có một khoảng thời gian thì cái giá nó cũng hơi bị điêu đứng, nên bà con mình cũng bỏ ruộng, bỏ vườn hồ tiêu rất là nhiều, thì Bích Thủy rất là tiếc vì đây là một cái loại cây quý. Thời tiết trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy có những trận mưa lớn, độ ẩm có khả năng là vượt quá cái nhu cầu. Vì vậy mà Bích Thủy luôn luôn nói với quý vị rằng cái việc thoát nước cho cây trồng mình là một vấn đề khá là quan trọng. Bây giờ trước khi đi vào chi tiết các loại bệnh hoặc cái sâu hại trên cây hồ tiêu thì Bích Thủy cũng nói sơ qua về thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng thích hợp, Bích Thủy xin được nhắc lại, vì thời tiết, vì cái nhiệt độ thích hợp cho cây hồ tiêu nó sẽ là 18 đến 20 độ, là thời tiết thích hợp nhất, nắng nóng quá thì nó không chịu được. Nên là chúng ta thấy là những vùng đất trên vùng cao như là đất Bazan á, là Bình Phước đổ lên là Bình Phước, rồi Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum đồ thì trồng cái hồ tiêu rất là tốt. Thì chúng ta sẽ cải tạo đất bằng phân Genki. Phân Genki là một loại phân được nhập khẩu từ Nhật Bản do tập đoàn Ăn Nông độc quyền cung cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn quốc. Thì đây là sản phẩm Genki. Một bao như thế này á, thì là nó cấu trúc bao của nó là sẽ là như thế này. Chứa là 15 kg ha. Đóng gói ở nước ngoài, quý vị lưu ý nha. Đóng gói ở nước ngoài, nhất là nước Nhật, không có đóng gói 25 kg như Việt Nam mình đâu, nặng lắm. Cũng có nhiều khách hàng là yêu cầu Bích Thủy là nên đóng gói 25 kg để tiện việc chuyên chở, nhưng mà Nhật thì nó không có đồng ý, rồi họ chỉ đăng ký là 15 kg thôi, bởi vì là họ cho rằng đây là một cái trọng lượng mà người lao động, người bốc xếp á, họ cầm là vừa tầm tay nhất. Thì phân Genki này thì vừa qua thì Bích Thủy cũng đã được bà con mình rất là tin dùng, vì nó sử dụng được cho nhiều loại cây. Riêng cây hồ tiêu thì Bích Thủy xin hướng dẫn là chúng ta làm đất. Thì chúng ta thấy là cây hồ tiêu, chúng ta thấy là cái vườn cây hồ tiêu chúng ta không thể cài xới được, do đó chúng ta sẽ đào quanh cái trụ tiêu, cách trụ tiêu khoảng chừng 3-4 tấc gì đó, chúng ta đào và chúng ta để phân Genki này lắp lại và chúng ta tưới nước từ từ. Thì cái phân Genki này đóng vai trò sẽ giúp cho bộ đất của mình nó tơi xốp, vi sinh vật trong đất phát triển tốt, nên nhớ hồ tiêu rất là dễ bị bệnh tuyến trùng. Vì vậy mà đất phải tốt thì cái hồ tiêu nó mới không bị bệnh, và
ở đây có độ pH là 8. Thì Bích Thủy nói rằng là cái cây của mình, cây trồng nói chung là độ pH là trên 5. Thì những cái đất mà chúng ta sử dụng phân vô cơ lâu ngày thì nó sẽ bị làm tụt độ pH, đất nó sẽ bị chua dần. Và chúng ta có thể sử dụng cái Enki này để mà có thể hỗ trợ lại. Và đặc biệt phân Enki của mình thì nó sẽ có cái độ ẩm là từ 21 đến 28 để một độ ẩm cần thiết cho cái vùng rễ của cây trồng của mình nha. Thì đó là cái phần đất rồi. Bây giờ cái phần về cỏ thì đa phần bà con chúng ta thường hay sử dụng cái loại cỏ là gọi là hồi trước đó, khi mà chưa cấm là glyphosate, làm một cái loại cỏ mà được thích hợp sử dụng nhiều nhất trên khu vực cao nguyên của mình, đó là glyphosate. Bây giờ thì đổi lại là glyphosate. Glyphosate của tập đoàn An Nông á có nhiều tên lắm, thì chúng ta sẽ thấy là nhà cung cấp là tập đoàn An Nông, và cái gốc thuốc này là được rồi, bởi vì nó có tên là cỏ trái trái ruồi rồi glyphosate vân vân. Thì chúng ta sẽ sử dụng loại thuốc này, thì loại thuốc này cái tính năng của nó hơi khó chịu nha. Nếu chúng ta sử dụng cho vườn cây mà đang trồng thì chúng ta phải lưu ý một điều là ngoài cái việc nó chúng ta phun nó thấm qua lá rồi thì cái lượng nước dư nó rụng xuống đất thì nó sẽ hút ngược lên bằng rễ. Thì chúng ta phải nhớ là nếu mà chúng ta gần cây trồng quá thì nó sẽ hút cái rễ cây trồng mình cũng hút và ảnh hưởng đến sức khỏe cây trồng. Vì vậy Bích Thủy khuyên bà con tuyệt đối không sử dụng thuốc này ở gần cây trồng để diệt cỏ. Như vậy thì khoảng cách là bao nhiêu thì nó còn tùy vào cái độ thẩm thấu nước của khu vực của mình. Chúng ta làm một thí nghiệm là lấy một cái ly nước chúng ta đổ xuống dưới cái mặt đất, thì chúng ta thấy là cái độ loang của cái nước nó ra tới đâu thì đó là cái khoảng cách mà chúng ta cần phải cách cái rễ cây. Thì Bích Thủy khuyên là cũng phải cả thước nha, bình quân làm 1 thước tới 2 thước. Thì như vậy là khoảng cách từ cái gốc ra tới cái chỗ mà chúng ta có thể sử dụng được nữa thì chúng ta bắt buộc phải là làm cỏ tay. Còn nếu không thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại này. Rồi này gọi là trước đây thì chúng ta biết cái Paraguat rất là nổi tiếng rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại nào? Sử dụng cái loại nào để nó phù hợp? Thì đây là Diquat. Diquat là một gốc mới của Paraguat, thì nó có rất nhiều tên. Công ty mình có là trái ruồi với lại cỏ trái. Thì sản phẩm này với Thủy hướng dẫn bà con sử dụng, chúng ta có thể xịt sát gốc cũng được nhưng mà tránh xịt lên cây tiêu nha. Và chúng ta nhớ là đây là một cái loại thuốc mà nó diệt lục tố của cây trồng. Diệt lục tố là một cái chất để mà quang hợp tạo nên những cái dinh dưỡng cho cây trồng. Vì vậy mà chúng ta diệt cái diệt lục tố thì cây cỏ nó sẽ chết, và chúng ta đừng phun lên cây trồng nha, nó sẽ diệt màu xanh của thực vật. Như vậy là màu xanh của thực vật là gồm những cái gì mà thuộc về màu xanh trên cây trồng của mình, kể cả lá lẫn thân nha. Nên vì vậy mà cái loại này nó rất kiêng kỵ với lại rau ha. Rau của mình là thân xanh á, thì chúng ta lưu ý chúng ta sử dụng thì phải thật là khéo. Thì như vậy là Bích Thủy đã hướng dẫn bà con mình làm đất cũng như là phun cỏ cho cây tiêu mình vào đầu vụ đó. Thì câu hỏi của bà con đưa ra cho Bích Thủy, người ta cũng đang nói về cái thoái hóa đất. Thì cái thoái hóa đất khi nãy Bích Thủy cũng đã nói rồi, nói rất là rõ với bà con rồi, nhưng bây giờ Bích Thủy xin được trả lời trực tiếp cho câu hỏi của anh Tư ở trên Gia Lai. Đất trồng của anh á, thì là bị còi quá, bây giờ anh muốn là tình trạng cải tạo cái tình trạng thoái hóa đất này, thì cô Bích Thủy có thể cho anh biết rằng là cách xử lý như thế nào. Thì câu hỏi được gửi qua Facebook của Bích Thủy và Bích Thủy xin được trả lời như sau. Khi mà đất trồng bị giảm về đặc tính sinh học, hóa học, vật lý của đất thì đất đó gọi là bị thoái hóa. Và đất bị suy giảm khi đất mà bị giảm nhanh chống cái hàm lượng mùn cũng như các chất dinh dưỡng có sẵn trong đất thì các chủng loại sinh vật mà có lợi trong đất nó cũng sẽ giảm dần ha. Và đặc biệt là khi chúng ta sử dụng loại đất này thì cây của mình nó khó phát triển. Như vậy thì đối với cây tiêu á, chúng ta thấy rằng là một cái loại cây khó tính chứ không phải dừa nha. Đây là cây quý đó, khó trồng và khó chịu. Do đó chúng ta cần phải làm đất rất là tốt. Chúng ta chỉ biết bón phân NPK vào trong đất mà không nghĩ rằng là cái cây nó có ăn được cái đất hay không. Chúng ta nhớ bón phân là cho cây chứ không phải bón phân cho đất. Vì vậy là bón phân xong chúng ta phải lưu ý đến cái chuyện là cái cây mình có hút được hay không. Thì đây là một trong những cái biện pháp để chúng ta giải quyết cho cái cây, cái rễ nó ăn được phân. Thì chúng ta sẽ tạo cái chất mùn trong đất
bằng sản phẩm An Nông Rau Humic. Thì dưới cái bài của Bích Thủy sẽ có những cái hình ảnh của sản phẩm, cô Thùy Linh sẽ đưa cho những cái sản phẩm này vào. Thì chúng ta thấy là An Nông Rau Humic, thì chúng ta biết humic là một loại chất mùn rất là tốt, và trong đó nó cũng có NPK, NPK thiên nhiên ha. Rồi cái mà cao cấp hơn thì chúng ta sẽ có là Amino Humic. Amino Humic thì nó có tới 5% NPK từ thiên nhiên. Tiếp theo là An Nông Rau Fulvic ha. Chúng ta thấy rằng là An Nông Rau Fulvic này nó có là NPK là 4, 9, 17 theo thứ tự N4, B2O5, 9 và K2O là 17. Thì là đây là một cái loại dinh dưỡng rất là tốt, và đặc biệt nó hỗ trợ cho bộ rễ rất là nhiều nha bà con. Thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta bón NPK nhiều thì đất nền nó lâu dài thì nó sẽ bị gọi là chai đi, nó mất đi cái chất mùn, thì chúng ta bắt buộc phải đưa vào trong đất mình cái mùn mà chúng ta được chiết xuất từ than mùn ở những cái hầm mỏ ở Việt Nam mình. Đặc biệt là Việt Nam mình có những cái hầm mỏ trong những cái rừng cây tràm, rừng cây thiên nhiên á, lâu ngày lá rụng và nó tạo thành những cái hầm, những cái mỏ than mùn rất là tốt, và chúng ta lấy từ cái than mùn đó để chiết xuất ra cái humic và cái fulvic để mà trả ngược lại cho đất trồng của mình. Và đặc biệt phân hữu cơ cũng là một phân hữu cơ Genki mà Bích Thủy giới thiệu đến quý vị khi nãy đó, là một trong những cái mà Bích Thủy nghĩ rằng là rất là tốt nha, rất là tốt cho cây trồng của mình ha. Rồi chúng ta đừng nghĩ rằng là cái việc mà mình bón cái chất mùn lại rồi mình quên mất cái NPK, nhưng bên NPK vẫn là phân bón chủ lực, nhưng chúng ta phải xen lẫn vô đó. Thì cái việc mà cung cấp cái Genki HKC, một phân hữu cơ giúp cho vi sinh vật có lợi trong đất phát triển, tạo cái vòng quay dinh dưỡng trong đất và bộ rễ phát triển để có thể nhận được những cái gì, nhận được đạm, nhận được NPK mà chúng ta bón xuống. Chúng Bích Thủy xin được nói lại là chúng ta bón phân vào đất cho cây trồng nó tiếp nhận. Nhiều khi chúng ta nghĩ là bón phân vào đất là xong, không phải, cây trồng tiếp nhận được, đó mới là một cái vấn đề quan trọng mà chúng ta cần lưu ý. Thì chúng ta lưu ý nữa là trong đất có rất nhiều siêu vi khuẩn phân giải ha, do đó chúng ta phải nuôi những con vi khuẩn này để cuối cùng nó tạo ra các enzyme này hấp thụ vào cây, nó tạo vị thơm ngon và sức khỏe cho con người. Thì như vậy đối với cây hồ tiêu thì nó tạo ra gì, mùi thơm đặc trưng của tiêu. Chúng ta thấy chúng ta ăn ớt cái mùi thơm nó không bằng ha, chúng ta ăn tiêu nó cũng cay, ớt cũng cay, ớt cũng cay nhiều hơn, nhưng mà cái mùi ớt thì nó không ngon, nhưng cái mùi tiêu thì nó rất là ấm, rất là nồng. Là tiêu là một trong những cái sản phẩm mà cái chuyện gì đó là nó mang tới cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Rồi một phản ánh của bà con nữa là hồ tiêu trong quá trình nuôi hạt và phát triển thì gặp phải tình trạng rụng bông trái. Thì ở đây thì là câu hỏi này nói chuyên sâu về cái vấn đề là sinh lý của cây trồng, nên Bích Thủy có gửi cái thông tin cho thầy Hồ Chiến, và thầy Hồ Chiến đã gửi về cho Bích Thủy một số cái ý để mà Bích Thủy trao đổi cùng với bà con. Chúng ta lưu ý một số tác nhân sinh vật làm cho tiêu rụng bông như từ đất. Thì chúng ta thấy khi nào mà mùa mưa đó thì cây tiêu nó sẽ bị rụng trái nhiều hơn, và một số loại nấm nằm trong đất như là Pythium hay là Vura Prince hay là Rhizoctonia, đặc biệt là Pithoptera. Pithoptera là một cái loại nấm mà Bích Thủy thấy là gây rất nhiều cái tình trạng bệnh cho cây trồng của mình trên nhiều loại cây trồng. Thì chúng ta thấy rằng nấm này nó sẽ lưu trữ trong rơm rạ hay là những cái vật sinh vật ở trong cái khu vực của mình, đặc biệt là trong các rãnh nước mà để chúng ta giữ tưới á, thì chúng ta nhớ là cái rãnh nước này nó sẽ làm cho nấm nó tồn lưu ở đó và nó gây hại cho cây trồng của mình. Do đó cái rãnh nước này lúc nào chúng ta phải lưu ý một điều là phải làm cho nó đừng có bị ứ đọng nước. Và vườn tiêu thì chúng ta thấy rằng là phải thiết kế vườn tiêu theo cái độ dốc ha, độ dốc hợp lý để mà nước nó sẽ tự trôi tự nhiên, và có thể cái rãnh ngang rãnh dọc gì đó thì chúng ta cũng đều phải làm song song với những cái mô trồng. Và còn tác nhân nữa chủ yếu là do bệnh tháng thư, bệnh tháng thư thì do một loại nấm là
Colestorium gây ra. Thì nói chung cái loại nấm này thì chúng ta cũng không cần nhớ tên nó đâu, tên nó dài, nhiều khi Bích Thủy cũng không nhớ nổi nữa. Thì những cái loại nấm này nó sẽ gây hại cho cái hồ tiêu rất là nhiều vào mùa mưa. Bào tử nấm phát tán trong không khí và ký chủ lên cái cỏ hay là bất kỳ một cái vật gì đó trong có trong cái vườn cây của mình mà nó tạo được độ ẩm, thì cái nấm này nó sẽ tồn lưu trong đó. Và nguồn bệnh được tồn lưu trong cái lá, cái cành rất là nhiều nha. Đặc biệt là hồ tiêu bị rụng hay là những cái lá rụng á, mà chúng ta tỉa lại đó, chúng ta bỏ lại trong cái vườn cây thì nó sẽ làm cho cái tồn lưu của bệnh nó còn nằm trong cái đó, trong cái lá cây đó, thì nó sẽ dễ tái nhiễm lại. Thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ tạo thành những cái bào tử, và bào tử nó sẽ phát tán trong không khí, trong gió, trong hơi nước, trong sương mù. Và chúng ta nhớ là những cái vùng cao thì là ẩm độ nó sẽ rất là thấp, mà ẩm độ nó rất là cao, nhiệt độ thấp thì tạo nên ẩm độ cao. Thì trong cái ẩm độ cao đó nó sẽ có sương mù, và sương mù là tải nước trong đó, và bào tử nấm nó sẽ theo đó để mà nó lây lan. Ha, chúng ta thấy rằng là nó sẽ lây lan ở các bộ phận như là lá, cành, vé và hạt. Lá trưởng thành bị cháy dần ở mép lá thành những cái đầu vòng tròn đồng tâm, và nó phát ra to dần vàng và đi tới màu nâu. Vào cái mùa mưa thì bệnh sẽ rất là nặng ha, bệnh rất là nặng và cây có thể bị chết dần. Và như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái gì chúng ta sẽ sử dụng thuốc gì để xử lý cho cây hồ tiêu bị bệnh do cái nấm này gây ra? Thì Bích Thủy thấy rằng đa phần bà con mình sẽ dùng cái Alien. Sản phẩm Alien của tập đoàn An Nông, đó là Positin. Bích Thủy sẽ đưa cái hình ảnh này lên cho quý vị sau nha. Cái Primin cũng được, cái Primin nó có cái Metalaxin á, là nó chủ trị về những cái bệnh về rứt thân, xìu mũ, tháng thư vân vân. Mancozeb thì nó sẽ là bảo vệ được cho cái những cái bộ phận mà nó không bị nhiễm bệnh, nó giống như một chiếc áo giáp mình mặc vô để mà tránh những tình trạng gây bệnh cho cây trồng. Thì Bích Thủy hướng dẫn bà con chúng ta là đầu vụ mùa mưa thì chúng ta nhớ là phun mancozeb để bảo vệ cái bề ngoài bên ngoài của cái cây hồ tiêu. Rồi nếu như mà nó bị bệnh thì chúng ta bắt đầu sử dụng cái Positin, tức là cái Alien nó lưu dẫn hai chiều nha bà con, rất là tốt. Và ngoài cái việc mà hồi nãy Bích Thủy hướng dẫn bà con chúng ta sử dụng, nếu như giai đoạn mà không mang trái thì nó có một số cái loại sâu gây hại cho cây tiêu, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hot nhất hoặc là cái Bitson. Chúng ta đừng quên là pha với lại DK909. DK909 là một cái loại dầu khoáng mà rất là tốt để khi chúng ta pha chung với thuốc bảo vệ thực vật, làm phát huy thêm cái khả năng xử lý bệnh, của xử lý sâu bệnh của cái sản phẩm. Còn nếu như khi mà thuốc bị bệnh rồi thì khi mà bị bệnh mà mang trái rồi đó, thì sâu, khi sâu hay bệnh có mang trái rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm là tập kích. Thì cái chai nó giống như vậy nè, giống như cây vuông này nè, thì đây là loại 1.8, còn tập kích nó là 3.6. thì Bích Thủy nghĩ rằng là cái hàm lượng 3.6 thì nó phù hợp với chúng ta sử dụng nha. Nó là chai vuông và mặt trước mặt sau, thì ở đây Bích Thủy có cái ba hàm lượng lận. Đây là Ametin 1.8, đây là Ametin 3.6 và đây là Ametin 5.5. thì tùy theo bà con chúng ta sử dụng, nhưng mà thông thường thì Bích Thủy thấy 3.6, cái sản phẩm tập kích của Bích Thủy thì đưa ra thị trường được bà con yêu thích nhất, thì nó là dạng chai vuông. Nếu chúng ta muốn chai tròn thì cũng vậy thôi, nhưng mà chất lượng nó sẽ giống hệt nhau nha. Và chúng ta pha với DK909, đây là cũng là một cái loại thuốc sinh học để sử dụng ở giai đoạn nha, cái cây mà nó đã có trái rồi. Bây giờ thì bà con chúng ta cũng có một câu hỏi dành cho Bích Thủy về vấn đề để cho cây tiêu phát triển tốt, đậu trái cao, to hạt thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là cây tiêu ở giai đoạn ra trái không để thiếu dinh dưỡng nha, mà chúng ta phải đưa đạm và lân vào. Thì đạm thì chúng ta biết rồi, đạm là ure, còn lân thì là phosphor P2O5. Thì chúng ta lưu ý rằng là cái sản phẩm này thì tập đoàn nông cũng có phân qua lá nha. Đạm thì chúng ta có thể đưa kali cũng được, kali đưa vào, rồi lân thì là macrophos ha. Khi mà thiếu đạm thì các bên lá ở trụ nó sẽ bị vàng nha. Cái lá, cái phần lá ở phía dưới á, 1/2 trụ xuống dưới, có nghĩa là cái phần lá thấp ở dưới cái trụ á, nó sẽ bị vàng. Mà thiếu lân á thì lá bị vàng hơn nửa phiến, thiếu nặng hơn thì nó sẽ bị rách lá và
thiếu nó sẽ chuyển sang màu nâu. Như vậy là đạm và lân ở giai đoạn này chúng ta rất là cần để trước khi đi vào trong cái thời gian sinh sản. Chúng ta cần phải bổ sung theo cái lịch, cái lịch phân bổ như sau. Trong một năm thì phân bón được chia ra làm 5 hoặc 6 đợt. Tháng 7, tháng 8 thì là giai đoạn mà nó ra hoa đậu trái á, thì NPK nguyên chất 1 hecta là chúng ta sẽ sử dụng là 300 100 300, là tỷ lệ N 300, T 100 và K là 300. Trong tháng 7 này hồ tiêu ra hoa đậu trái thì chúng ta sử dụng phun thêm là 25 30 15. Ngoài ra thì cũng có một số cái phân bón hoa lá, qua lá để mà cho chúng ta sử dụng, như là B thì chúng ta có lân nó làm macrophos, K là kali ha. Rồi chúng ta bổ sung thêm cái vi lượng cần thiết cho cây trồng của mình, ví dụ như là canxi, là calcium á, là canxi, đó là công ty có sản phẩm là kali cao, hay là magie. Magie chúng ta thấy viết tắt nó là MG đó, thì là magie này Bích Thủy có cái sản phẩm là giàu magie. Và giai đoạn này chúng ta đừng quên là chúng ta phải bổ sung cái boron, tức là borprolus, tên sản phẩm là borprolus, để mà cho nó đậu hoa đậu trái nhiều và trắng rụng trái non. Rồi silic là viết tắt là SI ha, lupin là S. Và chúng ta nhớ rằng là những sản phẩm này ở giai đoạn cuối thì chúng ta nên sử dụng thêm cái racemic. Racemic là tập hợp những nguyên tố vi lượng cần thiết cho cây trồng. Để làm gì? Để cho cây trồng của mình nó có cái chất lượng thì là tốt. Thí dụ như cây tiêu, ngoài cái việc nó cay ra thì nó phải thơm. Thơm mà thơm nồng của đặc trưng của cái tiêu ha. Và một số cái nguyên liệu, một cái số cái mà chúng ta cần sử dụng cho cây tiêu ở giai đoạn cuối, thì chúng ta nên sử dụng cái cứng cây đi. Cái cứng cây gồm có kali, canxi, silic, tosan, vân vân, thì mỗi cái công dụng của nó khác nhau. Ví dụ kali thì là chất dinh dưỡng trực tiếp như chúng ta biết rồi, canxi là cho cái hạt tiêu nó giòn chắc he, chắc giòn. Rồi silic thì chúng ta thấy rằng là nó đóng mở cái lỗ khí cổng, và nó cũng là một cái chất để đưa oxy xuống dưới rễ, tạo cho cái vùng rễ có oxy tốt để mà phát triển tốt nha. Rồi silic thì chitosan thì giúp cho cây trồng mình nó có thể là ngăn chặn được cái sự tấn công của sâu bệnh, vì nó có khả năng là giống như là cái vaccine của thực vật gì đó. Cây mình khỏe thì nó sẽ không bị bệnh, thì đây là một cái chất giúp cho cây mình khỏe. Thì chúng ta nhớ hãy liên hệ với tập đoàn An Nông, vì tập đoàn An Nông ngoài cái bộ thuốc hóa học thì còn có bộ thuốc sinh học để bảo vệ cây trồng của mình từ khi xuống giống cho tới khi mà gặt hái mang cái nông sản về nhà. Kể cả khi mà chúng ta mang nông sản về nhà mà gặp phải những cái con chuột nó phá hoại, thì tập đoàn nông cũng có thuốc chuột ha. Thì công ty nông còn có một cái bộ phân bón có thể giúp cho bà con nông dân chúng ta từ cái cây con cho tới cây phát triển tốt và đậu trái. Thì chúng ta sẽ liên hệ với tập đoàn An Nông dưới ngay cái Facebook của Bích Thủy, hoặc liên hệ số điện thoại 0934779900 để chúng ta đặt những câu hỏi cho Bích Thủy sẽ trả lời cho quý vị. Và xin lưu ý là Bích Thủy chỉ nhận tin nhắn chứ không trả lời điện thoại trực tiếp. Và chương trình Bạn Nhà Nông trên đài truyền hình Tiền Giang, Chuyện Nhà Nông trên đài truyền hình Long An thì là sẽ là 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Nếu tuần này làm Long An thì tuần sau làm Tiền Giang, thì luôn luôn được trực tiếp trên Facebook của Bích Thủy. Và hôm nay thì Bích Thủy xin được nói một vài vấn đề về cây tiêu. Nếu như còn những câu hỏi gì thắc mắc nữa thì bà con chúng ta cứ gửi tin nhắn cho Bích Thủy, hoặc là bình luận ngay trên cái chương trình này, thì Bích Thủy sẽ trả lời cho bà con thông qua tin nhắn. Cảm ơn bà con đã theo dõi chương trình An Nông Chung Sức Cùng Nhà Nông. Xin kính chào và chúc bà con một buổi sáng thật là vui vẻ.